tường xa để dịch bệnh không bùng cháy lên. Cùng giơ tay xoa 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 đều, đừng nên cho tay lên mắt mũi miệng, ta hạn chế đi ra nơi đông người để lùi virus corona, corona. Tâm nâng cao sức khỏe và vệ sinh không gian xung quanh mình, cùng nâng cao ý thức của xã hội để lùi virus corona, corona. Trong cái thời gian cách ly ấy, thì cả dân phố cũng chơi với nhau rất là nhiều ấy ạ. Vừa đá bóng rồi đánh cầu lông với nhau, hoạt động rất nhiều ạ. Cháu rủ là các bạn nếu mà khi nào hết cách ly đến nhà tới chơi nhé. Y tế về chính quyền công an mọi cái là rất là đầy đủ. Ngày 2 lần khám sức khỏe, đo thân nhiệt và thăm hỏi ai có vấn đề gì là đều khuyến cáo là nhắc nhở để cho người cho y tế hay là cho chính quyền biết. Chưa bao giờ tôi chứng kiến được cái sự việc nó như là cảm thấy nó rất là thanh bình.